Ơi, xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ cho anh em sẽ thấy một con xe Raider bị tai nạn. Nó khủng khiếp tới cỡ nào anh em ha. Thì hôm nay mình sẽ cho anh em coi ha. Nghĩa là con xe này khi mà chủ xe mà chạy mà té á, nhìn cái này giống kiểu té vực á, dàn áo không còn một cái miếng nào luôn. Có nghĩa là chủ xe mà đưa cái xe này qua cho mình chọn lại á, thì có nghĩa là bây giờ mình chỉ lấy được một cục máy thôi, cái dàn dây điện, còn lại là không biết lấy được cái gì không. Đây, cái này là cái ghi đông. Anh em thấy cái ghi đông mà nó gãy tới cỡ này luôn này. Ghi đông nó gãy cỡ này luôn, nó gãy nó chỉ còn lại đúng có mỗi cái cái cụm đề thôi. Đó, mất luôn con heo dầu. Con heo dầu cũng mất luôn rồi. Đó, người ta xe này giờ heo dầu không có, dàn áo không có. Cặp phuộc thì cong. Cặp phuộc này chắc chắn phải thay này, thay phuộc chẳng ba. Cái mâm này thì xíu nữa mình phải kiểm tra lại xem có cong vênh gì không. Đó, là cái dàn đầu này là không còn một cái gì luôn á. Là thay hết từ A tới Z, đồng hồ rồi đồ đều là rất hết, mất hết luôn rồi. Bên này là cái bộ cùng côn, nó cũng nát như tương. Đó, không còn cái gì luôn. Như là hên là vẫn còn được cái này để cầm, để dắt vô trong tiệm của mình ha. Vẫn còn được cái tay bên này cho nó gãy lên, bên này là xong phim luôn. Mà không biết ông chủ xe thế nào rồi. Bữa cái này là người thân mang qua thôi, còn chưa cập nhật được thông tin. Đó, nên anh em đi ra đường á là vui lòng nhẹ tay ga một xíu ha. Yên. Thế sao thì yên rách. Yên rách bấy luôn. Đó, thùng xăng. Anh em có những cái thùng xăng anh em thấy anh em biết khiếp cỡ nào đấy ha. Đó. Cái thùng xăng là nó móc rộp luôn, không còn cái gì nữa. Cái dè sau dè gầm mà để bình á cũng không còn luôn. Thấy giật bay cái dây gầm luôn. Đó. Mà mình không biết là bay kiểu gì luôn á. Mất luôn. Bô thì đầy trụa lung tung hết. Ui má ơi. Máu. Trời ơi, giờ mới thấy này. Máu mà dính hết đầy lên trên mâm, anh em thấy không? Này. Máu me này. Trời ơi, giờ mới thấy luôn á, hôm qua giờ không để ý. Đó, ớn ăn thiệt máu này. Máu mà dính đầy trên mâm luôn. Gớm thiệt. Đó, nguyên cái xe mà nó tả tơi luôn mà. À, kêu anh chủ xe là thôi bán xác đi mua con khác, nhưng mà anh chủ xe kêu không dọn lại. Thì ổng kêu dọn lại thì mình dọn lại thôi. Con này sơ sơ là tính ra cũng hết 12-13 triệu rồi nha. Dọn không còn cái gì nữa. Thay yên này. Thay nguyên dàn áo này. Thay cái bô này. Thay nguyên dàn đầu này. Thay phuộc chẳng ba ghi đông nè. Đó, rồi thay thùng xăng nè. Rồi còn ở trong xe mà còn làm cái gì hay không nữa thì mình sẽ coi những cái nào cần làm á, thì mình sẽ cố gắng mình giữ lại cho chủ xe những cái cần giữ được ha. Nhưng mà nhìn con này được gần như không còn cái gì để giữ nữa. Cái xe nó khủng khiếp quá rồi. Đến cả cái bình xăng mà nó còn móp vô vậy mà. Bình xăng mà móp kiểu này thì thường thì cái bơm xăng này nè, nó đè xuống á, nó cũng gãy luôn mấy cái trong rồi. Khủng khiếp. Yên xe nè. À, cũng cái ECU độ luôn, ECU zin nằm đây. Mình nói, phải nói là khủng khiếp luôn á. Còn y chang như con xe mà hồi xưa có một con xe màu vàng mà chủ xe tử nạn á. Con này nó còn khiếp hơn con đó nữa. À, anh em thấy không? Chạy xe cũng vừa vừa thôi. Có xe. À. Yeah. Để tiền thay nhé, để tiền đổi xe như mấy ông này còn hay hơn này. Giờ đi bỏ tiền đi đi dọn lại con xe còn mắc hơn là đi độ nữa. Rồi, nói chung là nhìn con xe này là mình thấy nó bấy bá rồi. Anh em nhớ đi xe cẩn thận á. Mình chỉ review sơ cho anh em vậy ta. Hôm nay mình sẽ tiến hành mình dọn con xe này cho anh khách. Quá khủng khiếp. Mình phải nói là quá khủng khiếp luôn á. Nhìn con xe mà mình không nhận được ra nó luôn. Anh em thấy không? Nó ớn ăn vậy đó. Rồi, xin chào anh em.